chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề đấy, chính là những cái kiểu đàn ông mà nếu các bạn yêu thì chỉ tốn thời gian thôi. Tại vì sao vậy? Bởi vì những kiểu đàn ông này mà các bạn yêu ấy thì cứ coi như là bây giờ nó có tốt đẹp hoặc bây giờ nó không tốt đẹp đi thì sớm muộn gì nó cũng kết thúc, và nó sẽ khiến các bạn đau khổ trong cái mối tình này. Vậy thì biết được những điều này nó sẽ giúp cho các bạn rút ngắn cái khoảng thời gian mà mình đau khổ và đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời để mở lòng mình và đón chào một cái hạnh phúc. Nó thực sự thuộc về bạn trong tình yêu chứ không phải là những nỗi đau khổ. Kiểu đàn ông đầu tiên mà nếu các bạn yêu thì sẽ rất lãng phí thời gian ấy, đấy chính là kiểu đàn ông mà muốn các bạn thay đổi hết chỗ này đến chỗ khác, hết điểm này đến điểm khác mà không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với sự thay đổi của các bạn. Ví dụ ngoại hình của các bạn, người ta muốn thay đổi, người ta muốn bạn phải dưỡng da thật là trắng theo đúng ý người ta. Người ta muốn các bạn phải mặc theo cái phong cách mà người ta thích chứ không cho bạn có được cái phong cách của riêng mình. Người ta muốn thay đổi bạn về tính cách, người ta muốn bạn phải thế này, phải thế kia cơ. Ứng xử như thế nào mà bạn có cố gắng để làm vừa lòng người ta vẫn không hài lòng và thậm chí còn thể hiện cái sự thiếu tôn trọng đối với bạn. Thì mình rất chia buồn rằng nếu đây là kiểu đàn ông mà các bạn đang yêu thì sẽ phải tìm cách để kết thúc với anh ta ngay. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ có được một cái tình cảm lâu dài, bền vững hay hạnh phúc với một người đàn ông mà người ta luôn luôn thiếu cái sự tôn trọng đối với các bạn như vậy. Sự thiếu tôn trọng này ở người đàn ông ấy thì nó xuất phát từ hai cái lý do. Một là bản thân anh ta là một người cầu toàn và luôn luôn yêu cầu quá cao ở người phụ nữ. Điểm thứ hai nữa, lý do thứ hai là do các cô gái không hề biết thể hiện cái quan điểm, chính kiến cũng như lối sống của mình và yêu cầu người đàn ông phải tôn trọng những lối sống đó. Nói chung lý do nó xuất phát từ cả hai. Nhưng điều quan trọng là khi một người đàn ông đối xử với các bạn như vậy thì nó chứng tỏ rằng người ta không hề tôn trọng các bạn một chút nào cả. Nên gặp phải kiểu người này hãy tránh xa ngay, vì các bạn xứng đáng với một người đàn ông họ tôn trọng các bạn. Ở bên cạnh người đó các bạn được là chính mình và được chấp nhận với những cái ưu điểm và nhược điểm. Họ có thể góp ý với các bạn, còn việc thay đổi hay không nó là quyền của các bạn nhé. Kiểu đàn ông số 2 mà yêu cũng chỉ tốn thời gian thôi, đấy là kiểu đàn ông luôn luôn áp đặt bạn phải làm theo những ý mà anh ta muốn. Ví dụ như anh ta cũng xác định lâu dài với các bạn đấy, thế nhưng mà anh ta muốn bạn là sau này khi mà lấy nhau thì bạn phải về nhà hỗ trợ giúp đỡ cái công việc làm ăn của anh ấy chứ không được có công việc của riêng mình. Hoặc là kết hôn với nhau xong rồi thì bạn phải ở nhà sinh con chứ không được đi làm nữa, vân vân và vân vân. Nói chung cái kiểu đàn ông áp đặt này, gia trưởng này, luôn muốn người phụ nữ phải phục tùng và làm theo ý mình ấy thì sẽ không thể có hạnh phúc được. Và các bạn hãy nhớ rằng các bạn không phải là con rối, các bạn là những cá thể độc lập. Dù có yêu và gắn bó với một người đàn ông đi chăng nữa thì các bạn vẫn phải có cuộc sống của riêng mình, sống theo cách mình muốn, chứ không phải là yêu cái người đàn ông này mình không thể sống theo cái cách mà mình muốn, mình không thể làm cái công việc mà mình yêu thích. Bởi vì nếu các bạn thực sự yêu một người đàn ông mà người ta thực sự dành cho bạn và biết tôn trọng bạn ấy thì người ta sẽ không bao giờ áp đặt các bạn theo cách này cả. Hãy biết rằng bạn xứng đáng với sự tôn trọng các bạn nhá. Kiểu đàn ông số 3 mà nếu các bạn yêu thì sẽ rất tốn thời gian và rất đau khổ, đấy là yêu một người đã có vợ. Các bạn thân mến, tại sao mình lại nói rằng yêu là tốn thời gian? Những bạn mà đang yêu một người đã có vợ thì cảm thấy kích thích lắm, cảm thấy vui lắm và hạnh phúc lắm, không thể kiềm chế được. Thì tại sao lại nói là tốn thời gian, đúng không? Mình nói tốn thời gian là bởi vì cái mối tình này sớm muộn gì nó cũng sẽ kết thúc. Bởi đơn giản, nếu yêu một người đàn ông đã có vợ thì các bạn cũng chỉ là một người tạm thời ở đó thôi. Hôm nay họ có thể ngoại tình với bạn, tình cảm rất là dạt dào và thắm thiết với bạn. Ngày mai họ hoàn toàn có thể ngoại tình với một người khác và tình cảm dạt dào, tha thiết với một người khác. Đừng bao giờ hy vọng ở một người đàn ông đã có vợ các bạn nhé. Còn đương nhiên khi người ta đã có vợ, người ta đi tán bạn thì người ta phải nói hay, nói đẹp, nói tốt rồi. Người ta sẽ nói người ta chân thành, người ta thực sự với các bạn rồi. Còn tỉnh táo thì mình đừng có tin các bạn nhé. Mình hy vọng rằng tất cả các cô gái đừng bao giờ dấn thân vào cái con đường này. Và nếu như có một người đàn ông đến với các bạn mà anh ta đã có vợ mà vẫn cố tình tán các bạn ý, thay vì dành tình cảm hay nghĩ rằng anh ta rất tốt, hãy bày tỏ sự khinh bỉ của mình. Để ít nhất là người đàn ông này cũng sẽ phải nhìn nhận ra điều mình đang làm thì rất là đáng khinh.
Bạn phải biết là người nào bạn khinh, mà một khi bạn đã khinh thì bạn không thể yêu được. Còn nếu bạn cứ trân trọng những cái thứ tốt đẹp của người ta, ví dụ người ta giàu có, đẹp trai, nhiều tiền này kia, thì sẽ rất đau khổ đấy. Đừng lãng phí thời gian và thanh xuân bên cạnh một người đàn ông như thế các bạn nhé. Một người đàn ông chỉ coi bạn như một con rối, một người đàn ông chỉ coi bạn như một trò chơi qua đường trong một quãng thời gian trong cuộc đời của anh ta mà thôi. Yên tâm đi, yêu người có vợ thì sớm muộn gì cũng kết thúc thôi. Kiểu đàn ông số 4 mà có dành thời gian cho họ thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Đấy là những người đàn ông mà chỉ nhiệt tình và quan tâm bạn khi mà có chuyện ấy với các bạn. Mỗi khi mà định có chuyện ấy với các bạn thì sẽ liên hệ với các bạn rất nhiệt tình, gặp các bạn quan tâm nhưng không có chuyện gì xảy ra. Và bắt đầu khi mà các bạn xong chuyện đó quay trở về lại coi như là như kiểu hai người xa lạ không quen biết ấy. Thì kiểu đàn ông này đích thị là một kiểu đàn ông đang lợi dụng các bạn rồi. Và mối quan hệ lợi dụng thì chưa bao giờ là bền vững cả. Đừng tốn thời gian vào một người như thế, vì đơn giản các bạn biết giá trị của mình. Và cái giá trị của mình không thể nào trao cho một người mà người ta không đủ trân trọng để nghiêm túc với mình cả. Kiểu đàn ông số 5 mà có yêu thì các bạn cũng chỉ lãng phí cuộc đời của mình thôi, lãng phí thời gian của mình thôi. Đấy chính là yêu một người đàn ông mà không dám công khai các bạn với mạng xã hội hoặc là với người thân. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta luôn chừa cho mình một con đường lui, chừa cho mình một con đường lui để sau này sẽ chia tay với các bạn mà không có vướng bận gì cả. Đó, cho nên là nếu như bạn đang rơi vào cái tình huống này thì phải xem lại cái mối quan hệ đấy nhá. Để xem là mình nên quyết định tiếp tục lãng phí thời gian của mình, hay là mình thấy rằng mình không muốn lãng phí cuộc đời của mình, thời gian quý báu của mình bên một người đàn ông mà không có đủ cái sự nghiêm túc với mình. Kiểu đàn ông số 6 mà các bạn chỉ lãng phí thời gian thôi á, đấy là yêu một người đàn ông trên mạng mà không bao giờ có ý định là sẽ gặp nhau. Có thể bạn muốn gặp anh ấy nhưng anh ấy lại không muốn gặp bạn, và thường xuyên là cũng chỉ nói chuyện ở trên mạng thôi. Nếu một người mà chỉ nói chuyện trên mạng không có định gặp bạn thì đích thị các bạn đang lãng phí thời gian của mình rồi. Mối tình này sẽ chẳng bao giờ có kết quả, và rất có thể người đàn ông này đã có vợ, đã có người yêu, hoặc anh ta có bất kỳ một cái vấn đề gì đằng sau đó. Nhưng nói chung là không thật lòng với các bạn. Không có ai yêu nhau mà lại không muốn gặp người yêu của mình cả. Kiểu đàn ông số 7 mà nếu các bạn cứ ở bên cạnh anh ta thì cũng chỉ lãng phí thanh xuân thôi á. Đấy chính là kiểu đàn ông nói với các bạn cái câu là anh không muốn lỡ dở thanh xuân của em vì anh không biết tương lai sẽ như thế nào. Các bạn thân mến, nghe thì có vẻ là thấy người đàn ông này khá là tốt đúng không? Nghĩ cho tương lai thanh xuân của các bạn, xong rồi cứ vin vào đấy. Vin là người ta rất tốt, người ta nghĩ cho mình nên người ta mới nói như vậy. Đừng bao giờ vin. Một người đàn ông nói câu này chứng tỏ bạn không có mặt trong các kế hoạch tương lai của anh ta. Và bạn không phải là một người phụ nữ mà anh ta nhìn như một người vợ trong tương lai. Thì người ta mới nói câu đấy thôi. Đừng nghĩ rằng câu nói đấy đẹp hay hoa mỹ. Nó chỉ chứng tỏ rằng bạn không phải là một người mà anh ta sẽ lấy làm vợ. Vậy thôi. Còn một khi người đàn ông nói với các bạn rằng không biết tương lai sẽ thế nào, không muốn lỡ dở thanh xuân của các bạn, hãy kết thúc luôn với anh ta. Và để đến khi anh ta thực sự có cái sự nghiêm túc với bạn và nhìn thấy bạn ở trong tương lai như một người vợ, thì lúc đấy có thể mình sẽ cân nhắc cho họ cơ hội, còn nếu không thì thôi. Kiểu đàn ông số 8 mà nếu quen thì cũng chỉ tốn thời gian thôi. Đấy là người đàn ông yêu các bạn mà trong tất cả các kế hoạch tương lai của anh ta không bao giờ bàn luận với các bạn cả. Có những quyết định lớn trong cuộc đời không bao giờ bàn luận với các bạn, thì đây là kiểu người mà các bạn phải tránh xa ngay. Đừng lãng phí thời gian với anh ta nữa, bởi trong tương lai anh ta sẽ không lấy bạn làm vợ đâu. Ví dụ anh ta đi làm xa, ví dụ anh ta đi du học, anh ta không hề nói với bạn rằng à anh xác định đi đấy, ý kiến em thế nào đấy. Nếu một người đàn ông nói với bạn rằng à ý kiến em như thế nào trong cái quyết định mà anh sẽ đi làm ở đây, chứng tỏ rằng bạn là một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của anh ý. Còn nếu anh ý không bao giờ nói với các bạn, anh chỉ nói rằng à quyết định của anh là như thế này, em xem, rồi cứ lập lờ trong mối quan hệ với các bạn, thì đừng lãng phí thời gian nữa các bạn nhá. Mình hy vọng rằng những cái điều mà mình chỉ ra hôm nay sẽ khiến cho các cô gái tỉnh táo hơn trong tình yêu của mình, để không mắc phải sai lầm, không lãng phí thời gian, không lãng phí những giá trị của mình bên cạnh một người đàn ông mà không xứng. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này:
Em chào chị ạ, chị có thể tư vấn cho em trong trường hợp này được không ạ? Em có quen một người qua Zalo và tụi em cũng đã nói chuyện được 4 tháng rồi. Nhà tụi em cũng ở gần nhau, nhưng một người đi làm sáng, một người làm tối, nên cũng không có đi chơi với nhau nhiều. Tụi em chỉ đi lễ chung vào cuối tuần, nhưng chỉ 2 tháng đầu. 2 tháng sau thì anh bận, rồi dịch, nên tụi em cũng không còn gặp nhau nữa. Lúc đầu thì anh nói chuyện rất nhiệt tình, trả lời cũng rất nhanh, nhưng gần đây thì trả lời chậm, có khi xem mà không trả lời. Có thể là do chán, vì em cảm nhận được anh đến với em cũng một phần vì chuyện đó. Nhưng không được nên anh thấy chán. Nhưng lúc nói chuyện thì vẫn lịch sự, và lúc đầu gặp em thì anh cũng nói là sẽ không công khai trên mạng. Do em cũng không muốn mọi người biết nên em cũng đồng ý. Nhưng xem video của chị thì em giờ cũng rất thắc mắc là sao anh lại làm như vậy. Và mối quan hệ của tụi em cũng không rõ ràng, giống như là một mối quan hệ mập mờ. Chị cho em xin lời khuyên là có nên hỏi mối quan hệ của tụi em là gì không ạ? Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Em thân mến, thực ra mối quan hệ giữa bọn em là gì thì em phải biết. Ví dụ từ lúc quen em được 4 tháng thì người ta có nói là người ta yêu em không? Hay người ta chỉ nói những lời quan tâm yêu thương rồi muốn có quan hệ với em thôi? Đúng không? Bởi vì nếu như em kể là em cảm nhận được rằng anh đến với em chỉ là muốn có cái chuyện đấy nhưng mà không đạt được, cho nên là cuối cùng người ta nản, người ta bỏ. Cái thứ hai nữa là ngay từ đầu khi nói chuyện với em, người ta cũng nói rằng người ta sẽ không bao giờ công khai trên mạng xã hội đâu. Thì chị nói thật rằng một người chân thành, một người yêu mình chung thủy, một người thực sự dành cho mình, người ta sẽ không bao giờ làm như thế. Chỉ với hai cái nhân tố đấy thôi thì cũng chứng tỏ rằng anh này anh không hề yêu em rồi. Có chăng thì cũng như em nói đấy, chỉ là muốn lợi dụng thôi, nhưng mà cuối cùng không lợi dụng được thì thôi. Nhưng anh ta cũng không đểu đến cái mức độ là không có được thứ mình muốn thì người ta ứng xử tiêu cực hay như thế nào. Người ta chỉ đơn giản là mình có cái nhu cầu đấy, cô này đáp ứng được cho mình thì mình tiếp tục quen, mà không đáp ứng được thì thôi. Đúng không? Thì người ta cũng không có cái gì là người ta thiếu lịch sự với em cả. Thì là một người con gái thông minh, em phải biết nếu thực sự cảm nhận được rằng người ta chỉ muốn có cái chuyện đấy với mình chứ không muốn có một mối quan hệ chính thức, chị nghĩ rằng không nên. Cái việc mà ngay từ đầu em đồng ý với cái việc là không công khai trên mạng xã hội ấy, có thể là vì em cũng không muốn mọi người biết. Thế nhưng mà nói thực là một người thực sự yêu thì người ta không bao giờ đưa ra cái điều kiện đấy ngay từ đầu cả. Ít nhất là người ta cứ yêu nhau, rồi sau đấy là ví dụ như là em có muốn công khai thì người ta sẽ nói rằng lý do này lý do kia, người ta chưa muốn công khai hay gì cả. Đấy, chứ không bao giờ là một người ngay từ đầu đã nói với em, có cái giao kèo với em như thế rồi, chứng tỏ người ta không hề có cái ý định lâu dài về mối quan hệ này. Đúng không nào? Thế chị nghĩ như này, nếu em thực sự cảm nhận được rằng người ta chỉ cần cái chuyện đấy ở mình thôi, mình không đáp ứng được thì chị nghĩ rằng mối quan hệ nó cũng chẳng đi đến đâu. Em hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì thì em đã quá rõ rồi còn gì, đúng không? Người ta đã từng nói người ta yêu em chưa? Người ta có từng nói là em hãy làm bạn gái của anh, hãy cùng anh đi đến hết con đường này nhé, người ta có nói thế đâu. Đúng không? Thì em cũng phải tự biết rằng mối quan hệ này là gì. Cho nên nếu cảm thấy rằng người đàn ông này không đủ chân thành, không phải là kiểu mẫu một người đàn ông gắn bó với mình, thì chị nghĩ rằng em nên dừng lại. Và chị cũng không hiểu là tại sao em lại có cái ý định là em không muốn những người xung quanh biết rằng em đang yêu ai. Nếu như cũng có thể là bọn em mới quen nhau, em cũng không biết anh là người như thế nào, em cũng không muốn mang tiếng là ôi hôm nay yêu anh này, mai yêu anh khác, nhớ mai phải chia tay thì lại mang tiếng ra. Có thể trong lòng em nghĩ như thế. Nhưng mà với một người đàn ông đưa ra hẳn một cái yêu cầu trước mặt em và nói rằng sẽ không bao giờ công khai chuyện đấy thì đấy là một chuyện không thể chấp nhận được. Đúng nào, em là con gái phải có giá trị của mình chứ. Đúng không? Em có giá trị của mình ở cái chỗ là một người đàn ông nếu muốn bước vào cuộc đời mình, người ta phải học cách tôn trọng mình. Người ta phải học cách để quan tâm đến cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình. Còn bây giờ đâu có đâu, đúng không? Sau 2 tháng người ta nhắn tin, người ta thấy không làm ăn được gì thôi, người ta nhạt. Người ta thấy em nhắn tin, người ta xem, người ta cũng chẳng thèm tiếp nữa. Thế thì em nhắn tin tiếp cho người ta để làm gì? Chẳng có lý do để mình nhắn tin tiếp cho một người mà mình đầu tư công sức và tình cảm cho người ta, xong khi người ta không đáp lại. Đúng không? Người ta còn coi thường mà cái việc người ta xem, người ta cũng chẳng trả lời. Thế thì không có lý do để em nhắn tiếp cho người ta. Chị nghĩ rằng cái biểu hiện nó cũng khá rõ ràng rồi. Thì thôi, mình biết như vậy thì nói chung là mình kết thúc. Từ giờ thì mình cũng không nhắn tin nữa. Mà anh ta có nhắn tin cho mình những cái tin mà không có sự đầu tư về tình cảm, những cái tin mà không thể hiện cái sự quan tâm hay là tôn trọng mình nhất định, thì chị nghĩ rằng em cũng không cần trả lời nữa. Còn nếu người ta có đủ chân thành để nói và hỏi thăm em, để nói những cái câu mà cũng có cái sự đầu tư tình cảm ở đấy, thì em có thể nói với anh ấy rằng thực sự thời gian qua em cũng nhận ra rằng chúng ta không hợp nhau trong cách sống cũng như cách nói chuyện cũng như trong cái thứ hướng tới tình yêu, bởi vì em thấy rằng anh cũng không có ý định tiến tới lâu dài với em, mà em ấy, cái hướng đi của em và hướng đi của anh thì nó không giống nhau, cho nên bây giờ chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhé.
em sẽ là người chủ động dừng lại cái mối quan hệ này, chứ em không cần phải hỏi là giữa chúng ta là gì. Em không cần phải hỏi cái câu đấy, bởi vì em là một người con gái, em xứng đáng với một người đàn ông người ta khao khát có được em ở trong đời. Người ta yêu em là người ta muốn gắn bó lâu dài với em, chứ em không cần phải hỏi giữa chúng ta là gì. Nếu em hỏi giữa chúng ta là gì, em sẽ nhận lại được một câu trả lời làm em rất đau lòng, giữa chúng ta chẳng là gì cả. Hay dù người ta có dùng một cái câu nói hoặc lời lẽ mỹ miều gì để nói với em, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Sự thật vẫn là sự thật, vì em không có cảm nhận được rằng em thực sự được yêu trong mối quan hệ này, đúng không? Thực ra linh cảm của con gái là cái thứ mà nó rất kỳ diệu, và đôi khi nó rất đúng. Ở đây chị có thể cảm nhận được rằng nếu thực sự em được yêu thì em sẽ không bao giờ phải hỏi cái câu giữa chúng ta là gì, đúng không nào? Mà những cái với những cái biểu hiện như em nói đấy, ngay từ đầu đã giao kèo với em là không có công khai gì hết, thì rõ ràng là người ta muốn em là một mối quan hệ trong bóng tối của người ta, để người ta có thể lợi dụng cái chuyện đấy một thời gian, mà nếu được thì tốt, mà không được thì thôi. Đó, cho nên chị nghĩ rằng là một người con gái có giá trị thì em hãy dừng lại với anh này. Và rồi trong cái quãng thời gian này em hãy bồi dưỡng bản thân mình, cái bộ não của chính mình, để cho mình một cái ý thức về giá trị của bản thân, cũng như mình biết được là mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Sau này khi em yêu một ai, chị không bắt em là ví dụ như chưa có một cái gì cam kết cả, chưa có một cái gì là chắc chắn cả, thì đương nhiên em cũng có quyền là em không cần phải công khai. Nhưng mà không bao giờ là người đàn ông giao kèo với em ngay từ đầu là không công khai, thì chứng tỏ anh ta chẳng yêu em gì cả. Sau khi yêu em một thời gian mà em muốn được công khai thì em phải có cái quyền đấy. Hãy yêu một người mà cho em cái quyền đấy, em muốn được công khai, người ta sẽ sẵn sàng để công khai em. Hay có khi là người ta cũng chưa muốn công khai hay không muốn phiền phức để mọi người biết đâu, nhưng người ta vì biết vì đấy là mong muốn của em, người ta sẽ công khai. Cũng giống như em ấy, có thể là bây giờ em không muốn công khai, đúng không? Nhưng một khi em yêu người ta, người ta muốn đánh dấu chủ quyền với em, người ta muốn em phải công khai, thì em yêu người ta em cũng sẵn sàng vì người ta mà làm điều đấy mà, đúng không? Vậy thì em cũng xứng đáng được cái sự đối xử như vậy từ phía người đàn ông. Cho nên không việc gì mà phải hạ thấp bản thân để yêu một người mà người ta không có tình cảm với mình. Chị nghĩ rằng cùng với thời gian, sau này khi em thực sự có được một người đàn ông, người ta yêu em chân thành, người ta trao cho em cả trái tim, người ta muốn dành cả cuộc đời này để bảo vệ em, để cho em một gia đình hạnh phúc, những đứa con và một cái môi trường tràn ngập tiếng cười, thì lúc đấy em sẽ quay đầu lại và thấy rằng ôi, tại sao mình lãng phí thời gian vào với một người mà người ta không hề trân trọng mình, đúng không? Đương nhiên trên đời này thì có những người đàn ông chân thành, có những người đàn ông yêu là muốn cưới, có những người đàn ông yêu là để chơi, có những người người ta chỉ tìm kiếm một vài cô gái để họ trải nghiệm cái cảm giác có những chuyến phiêu lưu tình ái nó là như thế nào, để biết mùi vị đàn bà là như thế nào. Có những người người ta có suy nghĩ như thế, nhưng mà khi gặp những người như thế mình phải nhận biết để mình không bao giờ rơi vào cái tình cảnh là bị người ta lợi dụng, hay là chỉ là một trong những cuộc phiêu lưu tình ái của người ta. Mình có giá trị của mình và mình xứng đáng được trân trọng nhá. Nên chị nghĩ rằng em hỏi là có nên nói với anh ấy là mối quan hệ giữa chúng ta là gì hay không, chị nghĩ rằng em đã có câu trả lời rồi, đúng không? Khi em hỏi câu đấy tức là em và anh ta chẳng là gì của nhau cả. Thì thôi, nói chung là mình mặc định là cũng chỉ đến thế thôi, và mình sẽ có con đường của chính mình để mình đi. Lần sau mà anh ta có quan tâm mà có hỏi đến em thì em cũng có hãy có một cái câu nói chính thức với anh ấy rằng nói chung là em thấy chúng ta không hợp trong quãng thời gian mà chúng ta quen nhau, bây giờ chúng ta kết thúc. Chứ còn em yêu thì em xứng đáng có được sự trân trọng. Đừng bao giờ biến mình thành một trong số những cuộc phiêu lưu tình ái của một người đàn ông. Có thể là anh ấy thấy như thế là bình thường, cũng có thể chị không có phán xét cách sống của bất kỳ ai. Có thể đấy là cách sống của họ, nhưng họ hãy tìm những con người mà có cách sống giống như họ ấy. Còn em có cách sống khác, em yêu là xác định lâu dài để cưới ấy. Thì em không phù hợp với những người mà ví dụ yêu chỉ để chơi, thì mình cũng phải đi trên con đường của mình để tìm hiểu những người phù hợp với mình thôi nha em nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.